Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên những cái dòng xe hiện đại ngày nay thường sẽ được trang bị rất nhiều các hệ thống an toàn. Và trên Mitsubishi Outlander phiên bản 2020 này, đây là bản 2.4 dẫn động 2 cầu, có trang bị một cái công nghệ cảnh báo an toàn rất hay. Ví dụ chiếc xe này đang đỗ như thế này ạ. Khi bạn lùi xe ra, có một cái phương tiện nào đó là người, là xe cắt ngang phía sau, hệ thống sẽ cảnh báo cho bạn. Và những cái tín hiệu đó giúp bạn khoanh cái chân phanh lại và sẽ tránh được va chạm với phương tiện phía sau. Ngay bây giờ, xin mời quý vị các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại một cái bãi đỗ xe trong một cái đại siêu thị. Và bây giờ, để ra khỏi điểm đỗ, đương nhiên rồi, tôi sẽ phải lùi xe. Nếu như mình đang suy nghĩ một cái gì đó, mình chỉ vào số lùi theo thói quen. Đó. Và lỡ ngay đó, attention, recross traffic. Một chiếc Triton đang lừ băng qua đuôi. Và theo hướng nhìn này tôi không hề nhìn thấy. Chỉ có hệ thống cảm biến và cảnh báo của chiếc xe thông tin cho tôi. Lập tức tôi sẽ phanh lại ngay. Đó là một cái tín hiệu chúng ta hãy lưu ý, và phải cực kỳ lưu ý để tránh ra khỏi những cái va chạm phía sau. Đối với một chiếc xe băng qua là một vật thể lớn, hệ thống cũng cảnh báo được. Nhưng đối với những cái người đi bộ thì hệ thống cũng nhận diện và cảnh báo cho chúng ta được. Và khi gặp tín hiệu như vậy, chúng ta hãy phanh lại, quan sát ạ. Đó. Và chúng ta không còn những cái vật cản phía sau, những cái phương tiện phía sau. Chúng ta lùi ra một cách rất an toàn.